mà họ là để rơi vào là hàng Bồ Tát nhất sanh bổ xứ chẳng hạn, hay là vô sanh pháp nhẫn, họ đạt cái quả thập địa đấy. Bây giờ họ tái sanh ở hành tu sĩ giống như Duy Mật Tật đấy, xuống thì họ thần thông ấy, thì họ cái gì cũng được, nhưng mà họ xuống là thị hiện. Thì hiện cái đời đó họ là cư sĩ thì họ là lại khác, nhưng mà họ không bao giờ họ bàn luận là tôi thấy thế, nọ thấy. Vâng, nhưng mà cư sĩ những người mà như thế thì họ lại không bao giờ họ nhắc đến thần thông và nhắc đến cái quả nọ quả kia hay là họ thấy cái gì, họ lại là sống rất người rất là bình thường và tùy duyên họ độ thôi, chứ không còn bản thân mình là như này mà mình cứ bàn luận thần thông này, bàn luận là ta thấy nọ thấy kia là mình là không phải. Vâng, cái người mà cư sĩ như hàng đó là họ giữ giới, họ không có nữa. Nhưng mà cái hàng cái cư sĩ ở nhà mà giới chưa tròn hay là cái gì mà tu thiền học nghe kinh sách hay là cái gì đấy, rồi tự tu hay là tự hành thiền đấy, rồi tự thấy cái gì rồi mới cho mình cái này cái kia, thì cái đấy thì mới là nghi hại. Nhưng mà cái mà căn cơ của họ đấy, họ chẳng hạn như là một đời mà Đức Thế Tôn mà ngài nhập vào loài nai chẳng hạn, hay là loài thú để ngài độ sanh trong á, tuy như thế nhưng mà nó lại khác. Cái năng lực hay là loài chó mình nghe trong kinh tiền thân đấy, thì nó lại khác, là họ đạt đến cái ngôi quả vị của họ, gọi là cái nguyện lực của họ đấy. Là cái đó thì mình không bàn nữa, nhưng mà đa số con cũng thấy nói như thầy ấy, một số ở nhà đấy không biết là Bồ Tát hay là cái gì ấy, là nói tôi chỉ rồi tôi thấy cái này chứng kiến kia ngồi thiền như thế này, nhưng mà trong khi mình vẫn còn giới mình chưa ấy á, chưa con thấy chưa kéo chân lên ngồi cũng này đó, nhưng mà đến khi mình thấy hút thuốc rồi thì mình lung tung không biết mà nói được chứng đạt cái này cái kia, thì con không tin, con không tin cái người đó là Bồ Tát hay là tu chứng thiền, mà phải đời sống phàm hạnh, đời sống giới luật của họ, đời sống gọi là ly dục của họ đấy, ít dục của họ mà để thành tựu. Còn những cái người mà có dục á, mà để họ đạt được thần thông này thần thông kia, thì họ phải luyện mùa phép tà thuật thì họ vào cảnh giới đó thì mình không nói. Đó là mình một số tu thiền thì con cũng thấy nói như thế có nhiều rồi, một số họ luyện tu thiền rồi vào làm chủ, vào đến khi mình vào cái các cái cảnh giới rồi sợ hãi rồi không dám vào nữa, không dám tu thiền, khiếp đen luôn, có thấy sợ cái này cái kia rồi khiếp thì không dám nữa, là cái đấy có rồi, cho mình chứng cái này cái kia đấy, rồi đâm ra gặp ai cũng chê bai cả, rồi cũng nói lung tung vào lên, nó không có tỉnh nữa, nó si đóng. Nhưng mà cũng có cái là đa số là có những vị tu rồi chư thiên báo, có cái hàng ngàn quỷ báo nói với họ như thế này thế kia đấy, họ cũng biết, tại vì những cái hàng đó là họ vẫn có thần thông mà, họ vẫn nói cho cái người đó, thì họ vẫn biết được một số điều đi trước. Dạ, chư thiên hay quỷ thần nào đó mà người ta thờ này, nói chung là bên mình thì không nói bên nào cái gì để phân biệt đấy, nhưng mà cũng có cái trường hợp như thế, chứ không phải là không có đâu. Nhưng mà khi tu hành trong Phật pháp ấy, thì Phật thì mình thì không nghĩ tới thần thông, không nghĩ tới cái đấy, nhưng mà ai mà cứ tu theo để cái thần thông đấy, đi định đi ác nhập tứ thiền hết tam sân si để thần thông tự nó có. Đó, thần thông tự nó có, không có tam sân si nữa, mà thần thông nó có rồi người ta đâu cần nữa. Cũng không phải khuyến khích là phô diễn thần thông đâu, do là mình tam sân si mình mới cần thần thông, nhưng mà khi mà hết tam sân si rồi nó không cần thần thông nữa. Chẳng hạn như giờ mình đang tham tiền đây, nhưng mà khi mình tu hành mình bỏ rồi mình đâu tham tiền nữa, mình không cần tiền nữa. Nhưng mà khi mình đang ở đời là mình phải tìm mọi cách để kiếm được nhiều tiền, nhưng mà mình tu rồi nó không tham nữa. Giờ người tu hành hết tham sân si rồi cần thần thông đâu, không cần, không có, không cần cái thiết cái này, cũng giống như tiền bạc ấy, nó không cần nữa, xong rồi hết rồi, nhưng mà vẫn còn tham sân si thì vẫn thần thông. Nhưng mà đối với những cái hành mà tu Bồ Tát ấy, để mà thành Như Lai sau này Phật ấy, thì họ dùng có thần thông để họ đi độ sanh, họ dùng thần thông họ đi họ phân thân, giống như mà nói trong kinh Địa Tạng các thứ đấy, phân thân ra cảnh giới này cảnh giới kia, họ dùng hóa thân của họ đấy, họ đi thì đó là thần thông của họ để độ sanh, thì cũng có thần thông đấy.
Bắt đầu có nhiều cái mình không hiểu, tưởng ra tưởng tượng, nhưng mà có nhiều người thấy, chẳng hạn như con có thấy nhiều người nói là tu rồi nhiếp rồi thấy nhập vào cảnh định này định kia, nhưng mà mình không biết, mình không biết là khi họ kể ra đấy, họ nói không có hay là đấy, không phải, tôi không thấy như thế. Có người thì tu vào cảnh đó thấy, có người lại không thấy, rồi đâm ra nói hoang mang rồi có đúng có sai đúng á. Vì tưởng là loạn tâm ấy. Ban đấy với thầy nhá, khi mà mình giới không tròn á, hay là cái gì thì mình không có giới, mình không nghiêm, mới ra ở những cái chỗ mà lông tóc dựng ngược đấy, sợ hãi một cái là bắt đầu hắn loạn ấy, rồi nói tôi chứng được cái này cái kia, nhưng mà không phải. Nhưng mà thực tế là nó mình nhìn thấy có thể là như giấc mơ, mình nhìn thấy rồi mình tưởng được quả này quả kia, nhưng mà khi đối mặt với dục tham nó vẫn bị nó tham sân si. Thấy không thầy, thấy không, nếu giờ giống như mà cậu bé Phật tu thiền ở Ấn Độ không ăn không uống tu đó là chúng bây giờ là bỏ rồi thì thế rồi. Được cảnh ấy này cảnh kia kia, nhưng mà khi ra rồi đối mặt với dục tham cái hắn đập cái quay lơ thì đúng rồi, thì khi đó mình cũng nói là mình chứng được cảnh này cảnh kia, tưởng này tưởng kia, nhưng mà tưởng là như thế là chắc chắn rồi, nhưng mà không phải. Đó là do mình vẫn còn như thế là cuối cùng là không phải. Thì mình mới nói thì ra là tất cả mọi cái là đều phải kiên trì siêng năng đủ cái ba la mật dạy đó, thì mình tuân theo thì bắt đầu nó chắc thật, nó đi từng tí đúng vào con đường ly dục, mà đã ly dục ly ác pháp rồi cái đấy đâu hại được nữa, đúng không? Nhưng mà khi mà vẫn còn người thân á, là ngày xưa con không tin một cái là khi ở đó rồi họ tới họ ném tiền một đống đó thì người thân mình giữ, đúng không? Nếu mà người thân không lấy một đồng nào cả, là kêu chặn, đừng có bao giờ cắt, ai lấy thì tự mang nghiệp đấy, thì không có đâu, đúng không? Do cái cảnh nghiệp đó thì họ chắc tất yếu sẽ bị cái đấy, đúng không? Về quay lại mấy cái thời mà ổng đang ngồi gốc cây đấy, biết bao nhiêu tiền bạc cả đống ấy chứ, nhưng mà những cái đống này là người thân hay là những cái gì mà họ không nói, thì tưởng là mình vượt qua được, nhưng mà cuối cùng thì lại không phải. Thế đó là... Dạ, con cái ngày đó thì con khi biết được cái tin đó thì con cũng tự răn cho mình đó, thấy giờ giỏi như họ mà vẫn còn như thế nữa, thôi mình cố gắng, mình chiêm năm, mình bỏ, mình chạy. Ôi, thấy lợi danh như thế thôi, giữ suốt đời ở địa điểm, suốt đời ở để đi họ như thế, mình không né được mình là cái gì đâu, rồi để sách tấn cho mình đấy. Con cũng tâm niệm nghĩ như thế. Vì tất cả những cái mình xảy ra đó là khi mình tu hành rồi nó chạm đến những cái cảnh giới tâm linh, có ánh sáng, có quang, tưởng sanh, trí sanh, quang sanh, minh sanh, trí sanh, đến đó nó sanh rồi, hay là như tâm mình nó nhấc lên nó nghiêng ngả, nó nhấc lên nó nghiêng ngả là do gọi là mình chưa vẫn còn hôn trầm, chưa đủ tỉnh thức, giống như mình bị ngủ rồi gục á, hay là cái gì đó nó mơ rồi nó gục á, rồi nó nhấc lên, những cái đó là những cái thuộc cái là mình đang còn chi mê do dục, mình ép mà không được, rồi nó xảy ra những cái hiện tượng lạ đấy, thấy sáng mình không làm chủ được điều chỉnh ấy, là cái dục tham của mình còn nhiều ấy, chưa bơi được, nó không cho phép mình cố tình, tâm mình cố tình để đạt được tình đó, nhưng mà nó không cho phép mình nhập vào cái là do cái ngã tướng ở trong nói kinh Duyên Giác ấy, ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ mạng tướng ở trong đó, rồi bắt đầu nó không cho nhập vào những cảnh giới định đấy, bứt ra. Bạch thầy, bây giờ con cũng là đang quyết tâm để con chỉ tung chỉ kinh Địa Tạng đấy ạ. Vâng, có được không ạ? Tùy kinh Địa Tạng, vâng tất ạ. Cả các kinh nào cũng được, nhưng mà vâng đặt ạ. Niềm tin rồi vâng giữ giới. Giữ giới, giới luật năm giới cho nghiêm rồi lúc nào cũng tôn kính, đừng có chê bai ai cả, đừng có khen ghét lên các sư các thầy thì cứ hỏi nghe họ giảng cho họ, dù sao họ cũng đã xuất gia rồi, họ tu hành rồi, họ chỉ theo nguyện hạnh của họ, mình chưa gì hết ấy, mình Phật tử rồi hướng cái tâm bồ đề tâm tu thành để giúp đỡ cho mình với mọi người đó, nhờ các sư các thầy họ trợ lực cho, rồi thường xuyên cúng dường đảm bảo để hồi hướng công đức cho mình với mọi người được không? Ấy nữa thì cái tâm của mình dần dần nó mở rộng ra chứ, rồi khi mà mình có cái tâm ghen chê ở trong hay là cái gì nó mất đi, nó không có đâu, kinh chê họ rồi này nọ này kia rồi mình cũng mất luôn.
con ra chùa giờ con có làm cái gì, con chẳng hạn có biết các thầy sai, con cũng im lặng cũng không dám nói gì đâu ạ. Vâng không, rất chính vậy, chính vậy cô hay bị, chính vậy là cô mới vậy đấy. Khen chê đấy, là họ vậy là cô mới. Họ im lặng thế, cũng đừng có, họ sai mình không có chỉ trích họ. Mình chưa đủ giới để mình nói, hay mình cao giới hơn hay mình tu hơn thì mình mới chỉ trích. Chứ giờ mình chưa, còn chẳng hạn như giờ con nói nhá, một quan cấp xã tự nhiên chạy lên thấy quan cấp huyện hay là cấp trên chỉ trích họ đuổi chứ đâu có đủ cấp đâu đủ đức để chỉ trích cái cấp trên đâu. Con không giờ có dám nói nói lỗi các thầy đâu ạ. Dạ. Con biết thì con cũng chỉ vậy thôi, không giờ dám nói lỗi các thầy. Không, đấy. Trong cái tâm của cô ấy, là cô đang có ý định gì vậy? Có ý định khởi lên ý tưởng tâm cô khởi tưởng. Cô đang phán xét các thầy rồi. Phán xét, có tâm phán xét là tâm xấu rồi. Đấy. Chính cái tâm đấy là nó sẽ khiến cho mình xấu hại thì nhé. Khi mà mình nhìn thấy ai, mình cũng nói, mình cứ nghĩ đó là cho dù thấy họ như thế hay cái gì, họ đã xuất gia rồi, họ tu hành rồi, phước duyên đó, bây giờ họ đồ xanh, mình phải nghe những cái gì mình nghe được mình nghe, còn những cái gì mình không nghe được thôi mình đừng nói gì cả. Đó, mình im lặng đến khi mà mình tu hành rồi, khi đó thì cái tâm mình hắn lương thiện rồi, mình vượt qua cả họ luôn thì mới được. Chứ giờ mà mình không là mình lại chê họ mình không bằng nữa. Chẳng hạn như Phạm Chí, đánh Phạm Chí mà chớ có đánh lại, nếu mà đánh lại thì xấu hơn nữa, đúng không? Cái tâm như thế thì mình nên không ấy, rồi thì mình tập dần rồi ở nhà thì mình làm cái điều thiện cho nhiều, rồi hồi hướng công đức, rồi giữ giới cho mình, giữ tâm giới, rồi phát cái tâm. Phát tâm như thế rồi dần dần hướng thiện. Từ nay bỏ, như con cũng thế, con cũng nói với mọi người, từ nay con bỏ những cái xấu ác ấy, duy trì cái thiện. Rồi những cái người tu hành á, là đừng có lên để hại họ và hỗ trì cho họ tu hành. Chứ không ngay là đến là để hại, để nghĩ tâm nó rồi mình cũng khi gặp Phật Pháp thì nó không tôn kính đó. Tại vì phá người tu thì rồi ma quỷ hay Phật Pháp này hắn đừng phá mình. Nhân đó quả đấy hắn chạy ra chứ. Nếu mà nói ra một cái là mình biết cái tâm của mình như thế thì mình từ nay bỏ. Tại vì khi mà đầu tiên mình đảnh lễ Phật Pháp thì rất là tôn kính. Nhưng mà sau này mình thấy không tôn kính là tới đó là mình không muốn mình trầu hay mình nặng nề. Thì chắc mình hại vị thầy nào đó hay là không muốn ngăn cản hay cái gì. Có cái tâm đó thì giờ hại họ thì giờ mình cũng không đến được nữa. Ở mình biết như thế rồi, giờ mình nói là giờ gặp sư nào mình cũng hộ trì chánh pháp đến nơi trên nơi, phòng hộ cho họ giữ giới tu hành, mình cũng giữ giới tu hành nó mới được. Đừng có bị hại ai cả. Còn như thế rồi con cũng đừng có khinh chê, đừng có ghét bỏ, rồi tinh tấn tu hành rồi chắc chắn mấy ngày được đi. Mà con lúc nào cũng mấy họ bảo là con lúc nào cũng mấy oan gia trái chủ theo ấy ạ. Vâng, oan gia trái chủ thì họ theo mình thì cứ theo. Đó là cứ theo càng tốt, rồi ăn chay giữ giới, tu hành rồi phát tâm tu thành vô thượng rồi sau này độ cho mọi người nữa. Làm cho họ như thế là tu hành ấy. Thầy bảo con quyết tâm có được không ạ? Quyết tâm được chứ, ai cũng được hết á. Mọi người cũng đều có Bồ Đề tâm cả chứ không có đâu. Ai tu hành cũng thành Phật hết á. Nhưng mà do cái nỗ lực tinh tấn của mình á, tinh tấn như thế chứ oan gia hay cái gì cứ đi theo hết đi, rồi hồi hướng bày cho họ, làm thiện chứ cũng đừng có đuổi họ, đừng có ghét họ. Chứ oan gia thì họ đói khát ở trong á, chứ làm được cái gì ai đâu. Mấy cái ngà quỷ họ, có ngà quỷ họ khổ lắm, họ yếu ớt lắm, họ không có thần lực gì đâu. Nhưng mà có thì cũng có vị thì có thần lực thần thông, có vị không có khổ đói khát, không có gì hết á. À, trong kinh nhớ Phật dạy ăn chay nhá, trong kinh Lăng Già Phật dạy ăn chay với này không có sát sanh. Từ cái giới không sát sanh, nhưng mà đa số ngày xưa là một số người tu hành Phật thì rất là từ bi, thấy ăn chay rồi chưa được rồi họ nói chung đi ai cho cái gì ăn đấy để cho nó an lạc. Thì những cái người mà căn cơ ăn chay chưa được hay cái gì gặp cái gì họ dùng thì cứ kệ họ, Phật cũng cho. Nhưng mà ăn chay thì tốt đẹp hơn chứ, tại vì con ăn mặn á là nó khởi dục, ăn những cái thứ mà nhiều đạm á, mọi người không tin thì thử hành mà xem, ăn đạm vào á là nó khởi dục. Còn nếu mà ở trong mình mà không có dục là không tu được. Chẳng hạn như nếu mà tu mà không có dục mà thái giám nói tôi hết dâm dục rồi tu hành không có,
Nhưng mà có đó mình tu rồi ăn thịt bò, ăn cá ăn vào là nó khởi dục cái trong mình không được. Nhưng mà ăn chay thì nó không có, nó ít. Rồi mình mới điều chỉnh được trong thiền định là nó mới mất. Nhưng mà là với lại ăn mặn nó bất tịnh, nó bẩn, nó nặng nề, nó không được nhẹ nhàng. Tâm mà nó không nhẹ nhàng thì thiền định cái gì nữa à, nó nặng nề đấy. Thịt cá với lại ăn thịt bò thì nó toàn ngửi thấy mùi bò không à. Ăn gà rồi nó mùi gà, mà ăn bò rồi bò nó húc à, nó vay mượn mà. Nhưng mà giờ mình ăn cỏ, ăn cây thì nó đâu có húc đâu à, vẫn chúng sinh đấy, vẫn đấy. Nhưng mà mình ăn cái lá của nó như thế này thì nó vẫn không chết được cái cây này. À, hay là ăn cái quả với cái hạt đấy, cái nó rụng xuống này, nói chung là cái đấy, nói chung là nó thanh tịnh hơn, nó sạch sẽ hơn. Thì mình là người tu mà từ cái bất tịnh mình hướng cái thanh tịnh, rồi mình chọn những cái thanh tịnh mình ăn nhé. Hãy bắt chước cái, hãy học tập cái loài bồ câu á, hắn đi tìm những cái hạt thóc, hạt lúa hắn ăn, chứ đừng có học cái loài quạ. Chẳng hạn như loài quạ thì hắn giật cái với cái đống phân trâu có cái, những cái con giun, con dế ở dưới á, những con đấy hắn ăn no bụng ấy. Nhưng mà hắn thì nhớp không được như sạch sẽ như con bồ câu được. Mình ăn cũng thế, mình mà ăn cái nhớp thì cũng như con quạ, nhưng mà mình ăn cái sạch thì nó như con bồ câu á, đúng không? À, đi kiếm những cái thức ăn sạch sẽ thà không có thôi. Thì mình hiểu như thế rồi, thì cho dù mà có ở mình có Nam Tông ăn mặn hay trong Phật á, Phật thì không dạy chay mặn, nói rõ ràng. Nhưng mà mọi người nghe kinh Lăng Già thì nói chay rõ ràng. Nhưng mà cho dù mà Phật cứ nói thương ai đó muốn ăn mặn tùy chúng sanh theo căn cơ đấy, nhưng mà mình tu hành từ bi rồi thì mình đừng có ăn mặn nữa. Mình ăn chay, ăn chay con thấy sống tốt mà, đâu có về vì cứ ăn mặn để mà ngon là đâu. Con thì ngày xưa con vẫn một số động vật con vẫn dùng, nhưng mà từ một thời gian nay con không ăn động vật nữa. Như sữa bò con không uống nữa. Ngày xưa thì mình nói là sữa bò thì cũng không có liên quan đến sắt sanh, lấy cái sữa. Nhưng mà giờ thì con thấy khi mình còn dùng sữa bò, mấy con bò nó cứ nhìn mình nó hung hãn quá, nó vẫn còn uống đồ của nó thấy gớm quá, bất tịnh, thấy này nọ này kia thôi. Con nói thôi bữa nay con không uống nữa, đừng có hút con nữa. Thì mình tránh ấy, thì tự nhiên hắn cùng từ bi với mình. Mình không bay mượn nó. Chẳng hạn như giờ con bò nó có sữa để cho con nó bú, như bò sữa thì không có nuôi con. Nhưng mà nó cũng liên quan đến cái thức ăn của nó. Hắn sợ mình uống sữa hắn ấy. Rồi hắn như thế. Ngày xưa trong kinh các vị A-la-hán người ta cúng thịt hổ đây, ăn ấy rồi vào trong rừng ngồi thiền rồi hổ vẫn ăn. Rồi Phật cấm là không được ăn thịt hổ mà ăn thịt sư tử, rồi bị sư tử ăn. Giờ mình ăn thịt chó thì bị chó cắn, ăn thịt trâu ăn thì bị nhân quả đấy à. Ăn rắn thì bị rắn cắn, thì mình hơi bị nhân quả đó, mình không ăn đó. Nên là ăn chay thì tốt đẹp, hướng tới thiện can hơn. Còn ai ăn mặn thì mặc kệ họ, mình cũng không nói là đúng là sai. Nhưng mà ai mà hỏi con thì con cũng nói như thế, tại vì con là con ăn chay. Tại vì ở trong đấy con cũng ở với chung với các sư ăn mặn, nhưng mà họ ăn mặn thì kệ họ, nhưng mà mình không nói đúng sai. Họ muốn ăn thì họ ăn thịt cá, ai cho họ nhiều thì họ cứ ăn, còn không ăn thì thôi. Còn như mình thì mình ăn chay, còn ai nghe ăn chay thì nghe ăn chay cũng không thôi. Muốn ăn mặn còn họ vay mượn thì mặc kệ họ, nhân quả của họ. Mình cũng nói rồi, theo nghiệp mà giờ chẳng hạn như giờ cha mình bất rượu và mình nói rồi, mình khuyên rồi cái điều ác ấy. Vậy thầy ơi, theo thầy thì các ngài Bồ Tát có tồn tại thật không? Các ngài Bồ Tát có tồn tại chứ sao không có? Nhưng mà trong kinh ngài Địa Tạng nói là bao giờ mà chúng sinh thoát hết khỏi địa ngục ấy ạ thì ngài mới thành Phật. Nếu chúng sinh cứ luân hồi mãi như thế thì ngài sẽ không bao giờ thành Phật ạ. Ngài theo nguyện hạnh của họ, đến khi mà ngài thấy mãn nguyện rồi ấy, ngài thì bây giờ là vì Địa Tạng Vương đó mà giờ ngài mà để mà nói gặp một vị chánh đẳng giác nào đứng trước đó, cũng đành để cũng dường là nhờ thụ ký cái thành Phật ngay. Tại vì đức hạnh đủ rồi, nhưng mà theo nguyện hạnh của họ thì họ không muốn thành Phật, họ muốn độ cho chúng sanh. Chứ mình cũng không nói đức hạnh của họ đủ rồi, họ còn đầy đủ vô lượng vô biên đức của họ, mình tính không hết, mình nói không hết. Nhưng mà họ phát nguyện cái tâm như thế thì họ vẫn ở như thế, nhưng mà họ không phải là gọi là họ dùng cái phân thân hóa thân của họ, họ đi chứ không phải là sanh lại như con người, sanh lại như thế này, họ đạt ngôi vị như vô sanh bất nhật, nên là nhất sanh bổ chiếu sẵn sàng, giống như sắp chỉ với Như Lai thế thôi.
họ xuống họ thì hiện ra như thế rồi họ cũng đi, mình không hề biết. Họ là giống, nếu mà Bồ Tát họ sống địa tạng đó, họ cũng giống như gần như Như Lai này. Nhưng mà họ còn độ sanh, họ vẫn còn xuống để họ độ sanh như Như Lai thì họ ở trong Niết Bàn. Họ ra nữa thì chính ra những cái vị như thế mình mới nhờ họ, họ mới chỉ đường chỉ lối cho mình, chứ không có những vị đó thì ai chỉ đường chỉ lối cho mình tu đâu. Như Lai nói giáo pháp rồi Ngài nhập Niết Bàn, Ngài ở trong đó, Ngài đi, nhưng mà nhờ những vị Bồ Tát đó, thành đó họ có thể tái sinh dẫn dắt mình. Những cái người sau đấy họ thủ khí cho mình, họ hướng dẫn cho mình đến những cái vị Như Lai khác. Nên là những cái vị nguyện hành Bồ Tát đều có, chứ sao không có, tất cả có nhân duyên, nhưng mà cũng không phải là ai cũng hành Bồ Tát cả. Có người Bồ Tát, có người không Bồ Tát, có người thấy thì có người không thấy thì đấy là không có, chứ không phải là đấy có hay là nói không với ai hết ấy. Đó theo cái nghĩa tứ cứu, do nhân duyên đó, do duyên đó nó có Bồ Tát. Không có, nếu mà không có Như Lai á, không có thành chánh đẳng chánh giác thì không có Bồ Tát. Nếu mà ở đời mà không nói, nếu mà có Như Lai á, thì sẽ có Bồ Tát. Tại vì có Bồ Tát mới thành Như Lai được. Nhưng mà nếu mà không có Như Lai thì sẽ không có Bồ Tát. Không có duyên. A Di Đà Phật ạ. Có mấy quan gia trái chủ theo ấy ạ. Vâng, quan gia trái chủ thì họ theo mình thì cứ theo. Đó là cứ theo càng tốt rồi ăn chay giữ giới, tu hành rồi phát tâm tu thành vô thượng rồi sau này độ cho mọi người nữa. Làm cho họ như thế tu hành ấy. Thầy bảo con quyết tâm có được ạ? Quyết tâm được chứ, ai cũng được hết á. Mọi người cũng đều có Bồ Đề tâm cả, chứ không có đâu. Ai tu hành thành Phật hết á. Nhưng mà do cái nỗ lực tinh tấn của mình á. Đó, tinh tấn như thế chứ oan gia hay cái gì cứ đi theo hết đi. Rồi hồi hướng phải cho họ làm thiện chứ cũng đừng có đuổi họ, đừng có ghét họ. Nếu oan gia thì oan gia thì họ đói khát ở trong ấy, chứ làm được cái gì ai đâu. Có mấy cái ngà quỷ họ, có ngà quỷ họ khổ lắm, họ yếu ớt lắm mà họ không có thần lực gì đâu. Nhưng mà có thì cũng có vị thì có thần lực thần thông, có vị không có khổ đói khát, không có ăn không có gì hết á. Con phát hiện là một tháng thần sinh hai lần. Vâng. Thế lại là con yếu sức khỏe lắm, trong con này thì con chỉ dám ăn chay một tháng 10 ngày thôi. Vâng, ăn chay 10 ngày rồi mình đừng có hướng tới những cái tà thuật, những cái vong linh đừng ấy bỏ xỉn đi. Nếu hướng cho họ đấy là những cái này là cái lập ác hay là cái vong nước kia, mấy cái này bỏ đừng có tới. À, thầy ơi, con cho con hỏi thầy một điều nữa là đất nhà con nó rất nhiều vong. Dạ. Thì ngày xưa là con vậy, dạ, cái của con mà con hứa là con cúng cho họ như thế nào mà con không làm được.